ยาเดินอะไรแบบทำอะไรก็ได้ใช้ง่ายก็เอาโอเคตลอดที่ต้องเลยที่เราทำงานที่เด็กว่าไหนทำบ้านที่เดียวอันยุ่งตาหักเลยโยนักตาสัญญาณจะยุ่งต้องทำบ้านหักน้อยแท้อันยุ่งตาเนี่ยน้อยแท้ก็ยุ่งต้องแบกเรื่องอะไรที่พิเศษเออเหรอไอ้ยังซ้ำตั้งยังไงไงก็เหลือและเช่าอะไรหยอกเนาะก็ต้องทำที่แล้วอีกทีนี้ngày này nó mới lỡ là bởi vì chúng ta không cần phải tốn thời gian cầm cái bàn chạy tới chạy lui mà nhiều khi chúng ta để lại nhiều lần ngày cũng nó cũng không cao. Tuy nhiên nó có khó khăn chỗ là vốn đầu tư ban đầu ta có thể đầu tư cao để đạt thành công ta cũng phải rất thấp và có thể vốn đầu tư có thể rất thấp nhau.chúng ta bỏ ra thời gian mình chịu sự khó khăn theo năm nay của mình chắc chắn chúng ta sẽ có thể đạt được thành công rồi vấn đề sau lần lại những thay đổi ngày này rồi gì trong một lần khi tôi lướt web trên YouTube và Facebook thì tôi nhận thấy được cái video một số YouTuber làm gì đó làm là tiêu pha họ là những người tiêu pha người đăng ký lên tới một con số đó lên tới một cao đó chính là ở 50 triệu người tạm ra một ngày tháng sẽ kiếm được cả 10 triệu bit day hoặc hơn thế nữa bên cạnh họ không chỉ nước ngoài họ dễ mà kể cả ở Việt Nam họ cũng kể cả Việt Nam cũng có ngày này cũng được ngày này cũng phát triển mạnh có thể nói đến một số tên nhân là bếpTêu một em hơn, tuy họ không được phát triển mạnh, tuy họ không được trở nên bên phải họ, nhưng họ thay đổi năm nay của mình và họ có thể thay đổi của họ, nhưng họ có thay đổi năm nay của mình và thật chân này họ cũng thật chân này họ cũng được mình riêng của mìnhngày nay nói gì đó là cho sáng hay cái vấn đề mà chúng tôi đang đại diện là có trước hay là du lịch có trước vì sao du lịch hiện nay nó vẫn tồn tại được ở Việt Nam đã có đó nhưng mà dạ em kể cho nên dạ em có nghĩ là thời gian TV thời gian trước đó là cũng giật mạnh nên nó chưa có phát triển mạnh cho ngày nay còn về vấn đề những lúc tự thao nó có thể là đến ngày nay là do internet máy tính này nọ nó đã phát triển mạnh ở Việt Nam rồi mà bây giờ anh muốn như anh cảm nhận là ví dụ nó tồn tại ở Việt Nam và nó tồn tại được những người thích vào TV để xem lại những cái hình ảnh hay những tập phim đó thì em nếu tồn tại thì em sẽ làm như thế nào và ý tưởng của em như thế nào để sau này nó tồn tại